Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của ngày hôm nay. Hy vọng chuyên mục sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn trong cuộc sống thường ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của ngày hôm nay.